Ayo, chào mừng tất cả anh em đang quay trở lại bằng hai tặc bên trái. Và cảm ơn anh em vì luôn dành đã chút thời gian quý báu của mình để bấm vào xem video của tớ. Chapter 1059 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết bởi sự xuất hiện của Râu Đen. Hắn đã có được một mức chi nạ mới cực kỳ hậu hĩnh, số tiền là gần 4 tỷ Berry. Chính xác hơn thì là 3 tỷ 996 triệu Berry. Những con số cực kỳ ấn tượng cần phải được giải mã kỹ càng hơn. Đồng thời thông tin mới nhất cho thấy Râu Đen đã lấy được trái quỷ Meronomy từ Boa Hancock chứ không phải chỉ là đi dò muốn lấy nó. Tức là Râu Đen đã chiếm đoạt được bằng cách hấp thụ sức mạnh của trái quỷ này giống với cách từng làm tại Merford với trái quỷ Gura Gudanomy của Tú Hoàng Râu Trắng. Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó thì Boa Hancock vẫn còn sống sót nhờ có sự can thiệp của huyền thoại Silver Rayleigh. Và kể từ giờ, cô sẽ mất đi năng lực hóa đá người khác từ trái Mero. Dĩ nhiên, những thành viên đã bị hóa đá của Râu Đen như là Katarina Devon hay Vatkosot sẽ được hóa giải tình trạng hóa đá của chúng cùng với Râu Đen rời khỏi Amazon Lily với hai chiến lợi phẩm cực kỳ ngon. Một, đại tá Kobe, một nhân vật chỉ đầy triển vọng với đề cử sáng giá cho vị trí đô đốc hải quân. Kobe bị rơi đi trong khi chưa biết rõ được Râu Đen cần Kobe để làm gì, hoặc giải trí rằng. Hai là trái quỷ Meronomy. Hay nói cách khác thì là năng lực hóa đá của trái quỷ này. Một năng lực mà chúng ta không bao giờ nghĩ rằng một người ghê tởm như Râu Đen lại cần đến nó. Nhưng trên thực tế thì chúng ta đã sai lầm. Nó là một năng lực cực kỳ hữu hiệu dành cho Râu Đen. Còn tại sao ư? Mình là Bình Red, người sẽ mang đến cho anh em những phân tích thú vị cũng như điên rồ trong quân bì. Và video này sẽ là những hé lộ về trái quỷ Meronomy với năng lực như Medusa, hóa đá bất kỳ kẻ nào rung động trước người sở hữu. Chà, chắc là mình sẽ không bị hóa đá bởi Râu Đen nếu như đứng trước mặt của hắn đâu nhỉ? Và nếu như anh em đang nghĩ như thế thì thật sự là một sai lầm tai hại. Nói chung là đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông để có thể nhận thêm nhiều thông báo hơn nữa cho các video khác nha. Đồng thời cũng là giúp cho băng hải tặc của chúng ta sẽ cùng nhau mạnh hơn nữa, tiến vào tầng thế giới nha. Đầu tiên, hãy nói về năng lực cụ thể của trái quỷ Meronomy này. Nó là một trái quỷ hệ Paramecia, cho phép sử dụng những đòn tấn công siêu năng lực, tác động lên những người có cảm xúc đối với người sử dụng. Họ sẽ bị biến thành những tượng đá ngay tức khắc. Trái quỷ này ban đầu phải được gọi là ban đầu nha, được sở hữu bởi Boa Hancock khi cô còn là một nô lệ của Thiên Long Nhân. Trái quỷ này được xem là một trò tiêu khiển của những quý tộc thế giới. Chúng đã cho Boa Hancock ăn chỉ nhằm mục đích mua vui, nhưng không hề biết giá trị và năng lực thực sự của nó. Sức mạnh này hầu như không hề được biết bởi cư dân Amazon Lilywood, bởi họ xem nó là một lời nghiền mà Boa Hancock dành cho những người khác trong quá trình hạ gục được quái vật truyền thuyết mà có. Bởi truyền thuyết có câu chuyện về Medusa, một quái vật rắn có thể biến những người khác nhìn thẳng vào mắt của mình thành tượng điêu khắc đá. Trong One Piece thì khả năng này được biến thể thành một trái quỷ mang tên là Meronomy. Những đòi hỏi người sử dụng cần phải khiến cho kẻ khác có cảm xúc trước mình. Vậy thì chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi, Râu Đen muốn sở hữu trái quỷ này để làm gì khi hắn xấu má hú luôn? Mình muốn các bạn hãy xem một đoạn dữ liệu về phỏng vấn của phóng viên dành cho tác giả Oda. Câu hỏi đặt ra là chuyện gì xảy ra nếu như một người xấu xí không có nhan sắc xinh đẹp như Boa Hancock ăn trái quỷ Meronomy? Tác giả Oda đã trả lời, trên thực tế thì trái quỷ này là thuộc về dạng tác động lên những người có sự thay đổi về cảm xúc chứ những gì mà người sử dụng tạo ra. Nó chủ yếu phụ thuộc vào phản ứng của người đó là gì chứ không phải bắt buộc là tình yêu. Vì vậy nên giả sử có một kẻ nào đó như là cây đồ chẳng hạn mà ăn trái quỷ này thì những người có cảm giác sợ hãi mỗi khi đứng trước mặt của cây đồ đều sẽ bị hóa thành đá. Hoặc giả sử Râu Đen là người ăn trái quỷ này thì những ai đứng trước mặt hắn khiếp sợ hoặc gây tởm hắn thì người này cũng sẽ bị hóa thành đá. Những câu trả lời này của tác giả Oda nhằm ám chỉ rằng trái quỷ tạo ra không phải chỉ dành cho một đối tượng nhất định mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được năng lực của nó. Dù cho là vô dụng cỡ nào đi nữa thì vẫn dùng được năng lực của trái quỷ. Không có trái nào mà ăn vào là trở nên vô dụng cả. Kể cả trái Hito con người của Chopper, vì cậu ta là một con tuần lộc nên ăn trái Hito này sẽ biến thành một con người trong dạng giòn. Mà nếu như một người bình thường ăn trái Hito thì nó cũng sẽ mang đến cho người này trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh. Trước khi quyết định đặt tên cho năng lực mà Boa Hancock sở hữu là Meronomy thì tác giả Oda đã có đến 13 lần suy nghĩ cái tên khác đặt cho nó. Mà cái tên ông nghĩ đến nhiều nhất chính là Eronomy, tức là một trái quỷ khiêu dâm. Nó sẽ khiến cho người sử dụng bị thay đổi cảm xúc trước người sở hữu và biến họ thành đá. Tuy nhiên thì ý tưởng này không thể thực hiện được vì nó quá lố lăng. Thế nên đã chuyển thành Meronomy, tức là tình yêu, để ám chỉ đến cảm xúc của trái quỷ mà Boa Hancock đã sở hữu. Giờ thì đã thấy được quá rõ ý đồ của tác giả. Đó là tổng thể những gì mà tác giả Oda muốn ám chỉ dành cho trái Meronomy với khả năng hóa đá từ trước đó. Tuy nhiên chúng ta lại không nghĩ rằng một kẻ béo ú gây tởm như Râu Đen lại muốn một trái quỷ như thế. Chớ chịu thay, nó lại trở thành một sự thật khi mở chapter 1059. Râu Đen đã săn lùng trái quỷ này không phải là cho bất kỳ thành viên nào trong băng của hắn, mà chính là dành cho hắn. Theo như các phân tích thì rõ ràng Râu Đen đã ăn trái quỷ Hylogia, mệnh danh là tà ác nhất trong số tất cả những trái quỷ, với khả năng vô hiệu hóa bất cứ trái quỷ nào khác khi hắn chạm vào người sở hữu. Kể đến Râu Đen lại lấy đi trái quỷ Gura Gudanomy chấn động, được mệnh danh là mạnh nhất hệ Paramecia từng do Râu Trắng sở hữu. Hai trái quỷ mạnh bá đạo của hai hệ khiến người ta liên tưởng đến ngay trái quỷ thứ ba của hắn là Uonomy, từng thuộc về Kaido, một trái thanh long với danh xưng là sinh vật mạnh nhất trên thế giới. Ấy vậy mà suốt Wano chúng ta không hề thấy được Râu Đen ở đâu cả, mà trong khi trận chiến Wano nổ ra, Râu Đen đã nhắm đến Amazon Lily của Boa Hancock với mưu đồ đoạt lấy trái quỷ Meronomy có khả năng hóa đá hàng loạt. Đây là một kỹ thuật khống chế đỉnh nhất nhì trong quân bì.
Vậy thì sức mạnh này cần thiết như thế nào đối với râu đen? Từ các phân tích ở trên, chúng ta dễ dàng nhận thấy được râu đen vẫn sẽ có khả năng hóa đá người khác khi hắn khiến cho họ thay đổi cảm xúc khi đối mặt. Tức là nó sẽ biến thành một năng lực cực kỳ hữu hiệu trong một trận chiến để loại bỏ nhiều chướng ngại như là Boa Hancock đã từng làm. Dĩ nhiên khi điều này được thực hiện thì chiến trường của râu đen chỉ còn lại những kẻ có haki mạnh hoặc những người không sợ hãi hắn. Nó sẽ giúp cho râu đen tránh được việc tiêu tốn năng lượng, sức mạnh và thể lực cho những cuộc đối đầu không cần thiết. Vì vốn dĩ trái quỷ Yami no Mi của hắn là một trái nhân hai lần xét thương nhận vào. Chỉ cần với số lượng người sở hữu haki đủ mạnh trong một trận chiến nào đó mà mỗi người tặng cho hắn một kiếm thì cũng đủ khiến cho hắn tổn thương nặng nề. Và chưa kể, năng lực chính của trái quỷ Meromero no Mi này là không chỉ nhằm mục đích hóa đá để cho đó là xong, mà năng lực này còn được vận dụng lên cách cao hơn là để chống lại tất cả các loại haki trong chiến đấu. Hãy nhìn lại cách Boa Hancock sử dụng sức mạnh trái quỷ của mình cho những cú đá lên những người máy Pacifista Kuma hay là kẻ thù. Mỗi vị trí cô ta chạm vào đều bị hóa đá và phá hủy ngay tức khắc. Điều này đồng nghĩa, nếu như râu đen sử dụng trái quỷ Yami để hút người khác vào, dùng năng lực của trái Mero để biến bất cứ một điểm chạm nào đó thành đá và dùng năng lực của trái quỷ Gura để phá hủy, thử hỏi thứ nào mà chịu cho nổi. Tổng thể chúng ta đang thấy được một râu đen cực kỳ đáng sợ với sức mạnh khống chế và tấn công của mình. Nghĩ là sức mạnh haki đối đầu với râu đen cũng trở nên vô dụng, cực kỳ tương thích cho một người không mạnh về haki trong chiến đấu như hắn. Và nhờ có năng lực của trái quỷ Mero mà khả năng phòng thủ từ haki cũng bị bỏ qua nếu như hắn tấn công. Những sự bổ trợ hết sức hoàn hảo để giúp cho râu đen có thể chiến đấu chống lại bất cứ ai mà không nhiều người nghĩ đến. Sự hiệu quả của trái Meromero no Mi là không thể ngờ được. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ sức mạnh của râu đen lại bị khắc chế duy nhất bởi thằng Men, Monkey D. Luffy với trái quỷ Hito Nika, một người cao su. Luffy hoàn toàn không bị tác dụng bởi trái quỷ Meromero no Mi và không biết rằng do cậu ta không có cảm xúc với cơ thể xinh đẹp của Boa Hancock hay là do năng lực trái quỷ truyền thuyết. Vì khi Luffy nhìn thấy cơ thể của Nami cũng thay đổi cảm xúc một cách rất rõ kìa mà. Và nếu như anh em quan sát lại đoạn Luffy nhìn Mr. Chu giả Nami lột đồ thì sẽ thấy. Nói chung thì trái Mero không có tác dụng với Luffy về mặt hóa đá. Dù cho bị trái quỷ Yami của râu đen hút vào như ở Impidao thì vẫn không thành vấn đề. Và đến cả trái quỷ mạnh nhất hệ Paramecia, Gura Gura no Mi cũng vậy. Chấn động không thể bị gãy được cao su với độ dịu dài của nó. Thực chất thì chấn động chỉ phá vỡ được những vật thể rắn như công trình hay là địa hình, còn mềm dẻo và lỏng thì coi như thua. Mà Luffy lại là cao su, làm cách nào để bị phá vỡ bởi sức mạnh của trái quỷ này đây? Tiếp theo là trái Yami. Nếu như Luffy bị tấn công thì chắc chắn sẽ bị dính đòn như chúng ta từng thấy. Nhưng có một sự thật chớ chiều khác là bóng tối lại đối nghịch với ánh mặt trời, tức Thái Dương Thần Nika từ sức mạnh của Luffy. Sự đối đầu này là thú vị nhất trong One Piece. Oda đang biến râu đen thành một nhân vật khiến cho tất cả các nhân vật khác đều không thể chống lại ngoại trừ thằng Men não cao su mang tên Luffy. Cuộc đối đầu này là cực kỳ đáng mong đợi trong tương lai. Ngay cả Sanji tóc đỏ cũng phải rất e ngại râu đen với sức mạnh bí ẩn bên trong cơ thể của hắn thì cũng hiểu được râu đen gây gớm như nào. Vậy là chúng ta đã giải quyết được một phần nào đó câu trả lời về thứ mà râu đen đã sâu được mang tên là trái quỷ Meromero no Mi ở chapter 1059. Và vẫn có thể đâu đó râu đen sẽ còn sử dụng thêm sức mạnh bí mật vượt ngoài khả năng của Boa Hancock thì sao? Vì râu đen hiểu rất rõ về những trái quỷ trên thế giới thông qua quá trình nghiên cứu của hắn. Râu đen càng ngày càng đáng sợ. Liệu hắn có muốn lấy một trái quỷ nào khác nữa hay không? Đừng quên để lại bình luận của anh em dưới video này nha. Chân thành cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ Bình Red trong suốt thời gian vừa qua. Bye bye và hẹn gặp lại trong video sau.